ô mai các loại. Cái đỏ đỏ là cái gì ấy? Cái này là cái gì ấy? Chẳng được. Quý khách có yêu cầu liên hệ theo số hotline 0326868. Ê, kem khói anh. Trân trọng cảm ơn. Thử thách kem khói xem sao nhé. Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn. Mới là nhé, xin tin. Hai em đi bộ ăn kem, tròn cánh miếng đỡ thèm em ơi. Gái xưa chạm nhẹ bảo dê, gái lay chạm nhẹ bảo chưa phê anh à. Gái lay chạm nhẹ bảo chưa phê anh à. À đây rồi, kem khói, kem khói Hàn Quốc. Gian hàng ẩm thực đường phố xin kính chào quý khách. Chúng tôi kem khói lần này không những hấp dẫn với các em nhỏ mà còn khiến các bạn thanh niên nam nữ nhai ông thổi lên ăn thử xem như thế nào, ra làm sao. Các bạn ơi, hãy cùng nhau thử thách kem khói xem sao nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đổi cái tên. Hay thế nhỉ? Đây là các loại tên. Có hai tên được không? Tên gì? Đây có một tên thôi. Ốc là ngọc. Là một. Tại vì điểm nó có một. Mỗi một con nó có một phần rồi. Tên con gái hả? Thử con gì em? Mười chơi. Bánh gì? Bánh gì mà lướng lướng mà mấy chồng thích ăn ấy. Bánh tráng nướng. Nhìn ăn nhăn múc phê nhá, thích ăn cái gì cứ gấp vào đây cùng với con. Tất cả các lá đều như nhau cả. 15.000 một lạng. 15.000 một lạng. Ăn ăn múc phê, muốn ăn cái món gì cứ gấp vào đây cùng với con nhé. Hai cái hai người nhá. Cái bánh gì nhỉ?
chuột này là ít người. Cái quán chuột này mắc đông luôn. Thank you.